Câu hỏi thứ 5 của Lê Đức Hải, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiên Cực Lạc là một loài hay trung ấm thân đến đó du lịch? Tôi là Thiền gia Hồng Phượng, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu thứ 5 của Lê Đức Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung ấm thân của người đến du lịch ở nước trời cực lạc rất vui và sướng. Nên khi trở về trái đất có nói như sau: tôi du lịch ở nước trời cực lạc rất vui và sướng, sướng như tiên vậy. Ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn Phan Nữ Ngọc Xuân và Lê Đức Hải đã đặt câu hỏi để hiểu biết hơn về càn khôn vũ trụ này. Hy vọng là những câu trả lời của ban giải đáp đã phần nào giải tỏa được những thắc mắc mà hai vị đã nêu, là cũng như là hy vọng những câu hỏi và những phần giải đáp sẽ giúp ích được rất nhiều người cũng đang muốn tìm hiểu về cái càn khôn vũ trụ này. Xin cảm ơn hai vị rất nhiều. Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An.